Để đến được bảo tàng thì các bạn có thể đi đường Lý Tự Trọng á, ngay chỗ ngã sáu dân ngã sáu Phù Đổng á, mình có đường Lý Tự Trọng thì đi theo con đường này. Đây là đường một chiều nha, thì vô các bạn có một cái phòng vé nó kế bên của thư viện tổng hợp bây giờ á. Đây là tòa nhà bên đại thư viện nè, thì kế bên thôi. Đây là phòng vé, thì vô đây giá vé chỉ có 5.000 đồng. Bước vào thì các bạn có thể thấy là có những cái xe, đây là có cái xe cổ nè. Đây là cái tòa kiến trúc của cái tòa bảo tàng. Đó, rất là đẹp và mang đậm cái kiến trúc của người Pháp. Bạn có thể thấy là đây nè, những cái phù điêu này rất là châu Âu nha. Rồi, đây có những cái cột. Những cái cột này làm chúng ta liên tưởng tới những cái công trình thời La Mã. Nó có những cái cột vậy nè. Trên mỗi cái cột thì nó có cái chân dung. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong bảo tàng. Bước vào bảo tàng thì chúng ta thấy là có hai cái đèn. Đây cái đèn nè, đèn treo tường. Có một cái bảng hướng dẫn á, bảng cái hướng đi thì chúng ta sẽ quẹo bên trái nha. Đây là phòng đầu tiên. Ở đây là trưng bày những cái bức tranh hồi xưa. Thì cửa sông Sài Gòn nè, ga thuyền có thể vào Chợ Lớn theo đường kênh Rạch năm 1865. Rồi cái bước đầu tiên đó là bước này nè, bước số 1 nè. Đó là ngày xưa thì người Sài Gòn ta đi tàu ghe như vậy, ta lên Sài Gòn. Rồi đây bước số 2 nha, là kênh tàu hủ Bình Tây Chợ Lớn thì năm 1926. Đây là kênh tàu hủ nè, kênh tàu hủ Bình Tây Chợ Lớn. Đó. Rồi bước thứ ba là kênh tàu hủ Bến Ghe Thuyền năm 1926. Đây kênh tàu hủ này nha. Giờ xưa là những cái bao này có thể là những cái bao gạo á, chở miền Tây lên. Rồi chúng ta sẽ xem cái thứ tư là vận chuyển hàng hóa bằng đường sông. Ba bước thứ tư này. Để tàu ghe người ta lên thì có cái xe bò. Bạn có thể thấy chỗ này có xe bò nó kéo hàng hóa đi giao. Đây là những cái bộ sưu tập cái đèn tàu biển, tức là những cái ngọn đèn này nè để trên tàu nè. Đây là hồi xưa chắc xài dầu á, là cái đèn dầu. Thì tí theo tàu thì có đèn nhỏ đèn to. Đèn này to nha.
còn đây là những cái hóa đơn của cái công ty ở Sài Gòn ngày xưa nè, hóa đơn buôn bán hàng có tiếng Pháp nè, có hóa đơn này là tiếng Pháp, Sài Gòn Điện Lực, rồi có hội quán của người Hoa, rồi điều kiện thuế phố. Đây là thẻ ATM của ngân hàng Agribank. Agribank là ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn của Việt Nam. Rồi. Có ngân hàng là ngân hàng Hạnh Phúc nè. Thì đầu tiên đó là ngân hàng Đại Á. Ngân hàng Đại Á là này. Rồi tới ngân hàng Việt Thương Tín. Rồi Đại Phúc ngân hàng. Rồi đây là ngân hàng Agribank. Đây là những cái tòa nhà cũ nè. Thì đầu tiên chúng ta có là khách sạn Red, bây giờ khách sạn là vẫn còn. Và đây là bức ảnh về khách sạn là Continental nè. Rồi khách sạn này, khách sạn Majestic nằm vô ngay góc và Đồng Khởi á. Được xây năm 1925. Đây là khách sạn New World. Khách sạn này được khánh thành năm 1994. Số 1 đây là kho bạc. Đây là kho bạc Sài Gòn nè. Đây, thứ 2 là phòng thương mại Sài Gòn. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nhà hàng này ngân hàng này vẫn còn. Đây là cái cân treo tường cũ. Cái cân ngày xưa nè mọi người. Này là nó từ 100 gram, mình có thể đo nhỏ nhất là 100 gram tới 15 kg. Cân nè, cân ngày xưa nè, thì mình để cái quả cân lên, rồi cái đây có cái móc cái đồ mình cần cân lên, không chứ, phải không? Hình như là ngược á, ngược ra, cái mấy cái cục tà nè, cục để mình cân nè, nó cũng điệu nghệ quá ha, nghệ thuật quá. Mỗi cái nó có cái móc, như cái móc thì móc vô cái này thì phải á, rồi mình để cái đồ cân mình qua đó. Cái này cái bàn cân. Rồi bên đây nè. Cân này ngày xưa đây cơ. Mấy cái cục này phải chuẩn lắm á. Đây là cái cân treo lên nè. Đây có cục tạ nè. Mình có hai mình đẩy ra và đẩy vô. Rồi
cân khác này có cái móc giống như là cân cái đồ nặng á. Đây có cục tạ là 5kg 10kg nè, mình để một bên cân một bên 5kg 10kg. Rồi chỗ này thì có tem, mấy con tem ngày xưa. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video phần 1 về bảo tàng nha. Em xin dừng video ở đây. Nếu bạn thấy thích thì nhớ like, share, bấm subscribe, ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại với các bạn trong video kế tiếp. Bye bye.